sẽ giới thiệu bạn xem một số mẫu nhẫn nam vàng 18K nha. Giá vàng đây là 3.460.000 một chỉ nha các bạn. Đây là những mẫu nhẫn nam một cục đá nè. Có một số thêm đá tấm nha các bạn. Tầm khoảng từ đây là nhẫn đúc nhưng mà tầm khoảng từ hơn chỉ rưỡi tới khoảng 3-4 chỉ nha. Mẫu nhẫn nam thì có rất là nhiều size cũng như là nhiều cái trọng lượng vàng cũng khác nhau các bạn. Đây trước này nhẫn đúc một chỉ 73 nha các bạn, cũng tầm khoảng hơn 6 triệu nha, nằm tầm khoảng 6 triệu rưỡi nha các bạn. Đây đá trắng nè, hôm nay mình sẽ giới thiệu qua một số mẫu đá trắng hết nha. Đây chiếc này cũng siêu ngầu các bạn, một chỉ 84, tầm khoảng gần 7 triệu nha. Đây chiếc này một chỉ 93, tầm khoảng hơn 7 triệu chút xíu nha, rất là sáng đúng không ạ, nhẫn này rất là to. Đây có một chiếc đi to này dành cho các bạn tầm khoảng hơn 70kg độ lên đúng không ạ. Chiếc này 2.99 thì tầm khoảng hơn 7 triệu nha, tính luôn cả tiền công nha các bạn. Thường thì nhìn nhẫn tiền công hàng đúc thì sẽ cao hơn một chút xíu so với hàng bọng nha. Đây chiếc này một chỉ 88 thì tầm khoảng hơn 7 triệu xíu nha các bạn. Bên này chiếc này 3.06, tầm khoảng hơn 11 triệu chút xíu nha. Đây, siêu ngầu các bạn, nhẫn này đeo trong nó sẽ trẻ nha các bạn. Chiếc này 2.81 này tầm khoảng hơn 10 triệu nha. Đây một chỉ 67, hơn 6 triệu thôi, có một chiếc nhẫn nam như thế này rồi. Chiếc này 2.12 này các bạn, tầm khoảng hơn 7 triệu, gần 8 triệu nha. Mẫu bên mình thì rất là nhiều nha các bạn. Chiếc này 2.38 này tầm khoảng hơn 8 triệu, gần 9 triệu nha. Giá vàng hiện tại là 3.460.000, không lên không xuống so với tuần qua đâu các bạn. Chiếc này 1.86 tầm khoảng hơn 7 triệu xíu nha. Ngay chiếc to hơn chút xíu các bạn, 1.87 nha, tầm khoảng hơn 7 triệu. Đây, mẫu này thì 2.43, tầm khoảng gần 9 triệu nha các bạn. Đây, mẫu này không sợ vướng gì nha, 2.71 nha các bạn, tầm khoảng 10 triệu. Tôi thì nhẫn nam sẽ ít bị vướng hơn nha. Cái chấu của nó làm rất là tỉ mỉ đúng không ạ, nên không sợ vướng áo quần này gì hết, rất là đeo rất là êm luôn. Chiếc này 2.20 nha các bạn, tầm khoảng 8 triệu. Bên trong thì sẽ có giắc lồng nha các bạn, nên đeo không sẽ không bị bén hoặc là cứa vào tay nha. Chiếc nào cũng có giắc lồng hết nha các bạn. Đây chiếc này 2.99 thì tầm khoảng 11 triệu nè. Đây thêm một chiếc nhẫn đơn giản hộp to đúng không ạ, chiếc này 1.97, những tầm khoảng hơn 7 triệu nha các bạn. Đây chiếc này 1.64 thôi, tầm khoảng hơn 6 triệu chút xíu nha. Đây đơn giản nha các bạn. Đây mẫu này 2.31, hơn 8 triệu xíu nha. Nếu mà những bạn nam nào thích đơn giản hoặc nhỏ gọn thì đeo những chiếc nhẫn đúc như thế này nha, nó siêu bền luôn. Đây chiếc này 1.57 các bạn, rất là nhẹ luôn, hàng đúc luôn nha. Thế này tầm khoảng hơn 5 triệu, gần 6 triệu thôi các bạn. Đây chiếc này thì dành cho tay to một chút xíu nha, 2.08 nha. Cái đi tay hơi to chút xíu các bạn, 2.08 tầm khoảng hơn 7 triệu, gần 8 triệu nha. Đây có chiếc này siêu ngầu các bạn, 3.06 tầm khoảng hơn 11 triệu nha. Tầm khoảng 11 triệu xíu thôi. Đây chiếc này. Chiếc này thì đáng ngầm âm nhàm xuống nha, 4.12, khoảng hơn 14 triệu, gần 15 triệu nha các bạn. Hai bên má không có con đại vàng luôn, trong có giác lồng luôn nha, nên mình đeo sẽ không bị vướng gì nha, hoặc là bị bén. Chiếc này 2.4 các bạn, cho tầm khoảng 2.40, hơn 8 triệu, gần 9 triệu nha các bạn. Đây chiếc này siêu ngầu các bạn, chiếc này 2.97, tầm khoảng 11 triệu nha. Có thể hơn hoặc ít hơn một chút xíu nha các bạn. Này, những mẫu này các bạn yên tâm đeo sẽ không sợ bị bén hay bị vướng cái gì luôn. Tại vì nó rất là cái hộp âm nhàm xuống các bạn, không có chấu nên là nó sẽ dễ, rất là dễ đeo.
Chiếc này 2 chỉ 12, tầm khoảng hơn 8 triệu nha. Tầm khoảng 8 triệu các bạn. Đây, chiếc này 2 chỉ 75, tầm khoảng 10 triệu các bạn. Nhẫn nam thì rất là nhiều, nói chung là nhẫn nam rất là nhiều mẫu không ạ. Chiếc này 1 chỉ 60 nè, tầm khoảng hơn 6 triệu chút xíu thôi. Rất là sáng. Đây mẫu này, mẫu này thì 2 chỉ 66 nha. Tầm khoảng 10 triệu, gần 10 triệu nha các bạn. Nhẫn nam thì giá tầm khoảng từ hơn 4 triệu đổ lên nha. Tùy nhẫn mộng hoặc là nhẫn đúc nha các bạn. Đây, chiếc này thì 2 chỉ 74. Thì tầm khoảng 10 triệu. Đây, siêu đẹp luôn các bạn. Mẫu còn rất là nhiều nha, chiếc này thì dành cho người tay to chút xíu nha. 3 chỉ 45 tầm khoảng 10 12 13 triệu nha các bạn. Đây trên này. Chiếc này 1 chỉ 6 thôi, siêu to mà có 1 chỉ 6 các bạn, tầm khoảng hơn 6 triệu một chút xíu thôi. Đây. Trên này thì còn rất là nhiều nữa các bạn. Trên này có chiếc này nè. Siêu ngầu luôn, 1 chỉ 74 thôi các bạn. Rất là đẹp luôn. Tầm khoảng hơn 6 triệu nha. Đây chiếc này 1 chỉ 71 cũng hơn 6 triệu xíu nha. Mẫu mã rất là đẹp luôn các bạn. Đây chiếc này dành cho đi to này, 1 chỉ 8. Rất là đẹp luôn. 7 triệu ha, tầm khoảng 7 triệu nha các bạn. Đây mẫu này, 1 chỉ 71 cũng tầm khoảng hơn 6 triệu, gần 7 triệu nha. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây, 1 chỉ 72. Chiếc này 1 chỉ 93 này các bạn, cũng tầm khoảng hơn 7 triệu xíu nha. Giá vàng thì 3 triệu 460 nghìn. Đó là một số mẫu nhịn nam bên mình nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.